Hôm nay là rằm tháng giêng năm Quý Mão. Nhân dân quanh vùng đi chùa thả rất đông. Xin giới thiệu, đây là chùa Khiêm Liên, nằm sát bên Hồ Tây. Đây là chùa của làng Trích Xà, phường 10, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đây là cây sa la, quả nổ như bom, người ta còn gọi là quả bom. Đây là cây sa la, cây sa la. Thiên Niên mời các bạn đến với khu vực bán hoa lê hoa đào, mùa lê đào sau Tết Tây Hồ. Đây là lê với mận, cái này là hoa gì?
nhiều quá. Đây là mình bây giờ mới nhìn thấy. Giới thiệu đây là Lê Cảnh. Hay nhỉ, cây thì đã có quả này rồi, cây bây giờ mới nụ nụ. Đây là lê ăn quả. Đầu xuân đi lắm hoa, ngắm hoa lê và hoa đào muộn. Hoa mận, hoa đào.